Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn một cái mạch dơ le sử dụng cho Arulo. Đó. Vì cái mạch này ưu điểm của nó là giải quyết vấn đề là chống nhiễu và sử dụng cho tải lặng. Đó. Và đây là dơ le DC. Video trước thì tôi giới thiệu các bạn về cái dơ le AC rồi. Hôm nay tôi giới thiệu các bạn chiếc mạch DC này. Đó. Giải quyết vấn đề đóng cắt thiết bị, chống gây phát hồ quang, chống nhiễu. Đó. Cực kỳ tốt. Đây tôi sử dụng tải là một chiếc bóng đèn xe máy nha các bạn. Đó. Sử dụng điện áp 12V hoặc các bạn có thể sử dụng điện áp là 24V. Đó. Đều được. Thì đối với mạch này á, thì tôi sử dụng tổng cộng 5 con điện trở, một con ô tô quang. Đó. Và một con IRF 305, hai con đèn LED. Đó, một Domino 3 và hàng rào 2. Thì trên hàng rào này thì tôi sẽ cấp một tín hiệu đầu vào điều khiển cho cái dơ le hoạt động, đó là dây vàng là Zindi của bao Arulo, dây đỏ là tín hiệu đầu ra ao ra của bao Arulo. Đây tôi sử dụng là tín hiệu là ao ra D13. Đó. Cốt lập trình là led blink nha các bạn. Đó. Nhấp nháy á. Còn đầu ra nó thì các bạn chú ý với tôi. Dây xanh này là âm nguồn. Dây đỏ là dương nguồn. Dây điểm giữa của Domino này. Đối với tải lối với dương của nguồn. Đó. Các bạn chú ý nha. Đó. Mạch thì cũng rất đơn giản thôi, phía sau là mạch in. Đó. Tôi sẽ để phần file mạch in cũng như sơ đồ nguyên lý ở phần chú thích video, các bạn hãy download về và làm cho mình nha. Sử dụng trên bo alu cực kỳ tốt nha. Đó. Điện áp sử dụng đầu vào là 5V, tín hiệu điều khiển là 5V. Đó. Còn lối với tải, điều khiển tải thì là nguồn 24V, 12V, đó, hoặc là 36V đều được.